Rất bất ngờ, tỷ số đã được mở cho cầu thủ SV Đà Nẵng và lần này là Rafaelson. Pha xử lý rất hay của Đặng Anh Tuấn. Pha sút bóng rất mạnh của Rafaelson. Cực hay, công nhận. 1-0, 1-0 cho SV Đà Nẵng và Rafaelson là người ghi bàn. Pha tấn công quá hay, quá mẫu mực của SV Đà Nẵng. Bàn thắng thứ nhất, đó là bàn thắng duy nhất của cuộc đối đầu giữa SV Đà Nẵng và Giang Ngọc Đình. Đức Trình đã ra sân phía bên phải. Được chưa? Cuối cùng thì câu lạc bộ SV Đà Nẵng cũng đã có được bàn thắng. Sẽ bất ngờ khi mà đội chủ nhà liên tiếp gặp những điều mà không may mắn. Tấn công nhiều, không ghi được bàn thắng. Và bây giờ thì hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà phải trả giá. Rafaelson! Chỉ khoảng 1 phút sau khi Hà Đức Trình bỏ lỡ cơ hội, Rafaelson đã lập cú đúp. Lần này thì Vũ Xuân Cường đã thất bại trong việc theo kèm Ibukebe. Rafaelson, đây là cơ hội cuối cùng, đây mới là cơ hội cuối cùng, nó lại thuộc về Đà Nẵng. Một cú hat-trick của Rafaelson, cứ tung một cú sút là lại có một bàn thắng. Cuộc đua tay đôi về mặt thể lực và tốc độ không phải là điểm mạnh trong pha bóng này khi mà Rafaelson đã chiến thắng. Điển Linh, quá người, Tô Văn Vũ, đường vào, vào! Bình Dương chơi rình rập chưa thấy cơ và bây giờ thì họ đã thành công. Rất hay, một pha nhà bóng rất hay của Papelma, tỷ số là 1-0. Không ai khác, Tiến Linh là người sẽ mang tỷ số cho BKM Bình Dương. Thực hiện lại pha phối hợp này trên sân vận động Hàng Đẫy. Vẫn còn Roma. Goal! Tiến Linh. Người ta cần nhìn thấy Roma như vậy, một người đội trưởng chơi tả xung hữu đột. Không có việt vị của Tiến Linh. Tình huống xử lý rất mềm mại đến từ Omar. Pha mở bóng rất hay dành cho Victor Masaray. Bên trong là Tiến Linh. Đánh đầu! 2-0! Lâm Anh Quang cũng là một những trung vệ có khả năng đánh đầu rất tốt. Tiến Linh! Hat-trick của Tiến Linh! Tuyệt vời! Pha chơi bóng rất mất tập trung của trung vệ Wesley Rodriguez. Xác suất và cơ hội giành chiến thắng cao hơn. Nguy hiểm, Tiến Linh! Tuyệt vời! Pha dứt điểm thứ 3 của Tiến Linh ở ngoài vòng cấm và lần này nó đã thành công. Cú cứu lòng của Tiến Linh vừa có lực, vừa có hướng đi hiểm hóc. Ít phút vừa qua chúng ta bắt đầu thấy những đợt tấn công nguy hiểm được tạo ra. Dứt điểm, tỷ số được mở dành cho Nam Định. Người ghi bàn là Wesley. Một pha phòng ngự thiếu chắc chắn của Viettel, bóng đến đúng vị trí của Quân Anosu. Hai trung vệ Quyên Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng nhảy lên tranh chấp và bóng đã tìm đến đúng vị trí của Quân Anosu. Dù Quân An Rodrigo nguy hiểm, vào! 1-0 xứng đáng dành cho các cầu thủ Nam Định. Cơ hội dành cho Nam Định, rất kỹ thuật. Osukunan 2-0 dành cho Nam Định. Một pha bóng rất bình tĩnh của các cầu thủ Thanh Nam. Một pha dứt điểm bằng lòng của Osukunan tưởng chừng như không đúng kỹ thuật, nhưng bóng đi về góc xa và rất khó. Rất hay, cơ hội cho các cầu thủ Nam Định. Goal! Bàn thắng của Osukunan. Không phải là Minh Nghĩa và hậu vệ trái Đinh Văn Trường. Đây đã là những phút cuối cùng của trận đấu này rồi. Bàn thắng đã đến với đội chủ nhà Nam Định và người lập công đó là Osukunan. Bàn thắng thứ 5 của cầu thủ này mùa giải năm nay. Osukunan đã lập công và người kiến tạo cho Osukunan đó không phải là ai khác, một cái tên cũng rất quen thuộc, Rodrigo Diaz. Một bàn thắng
sát thủ ghi bàn. Văn Toàn! Tuyệt vời! Văn Toàn vẫn là người hùng của Anh Gia Lai. Brandao đang có những phút giây thi đấu tương đối hiệu quả khi anh dạt ra bên phía cánh trái. Vừa rồi là đường chuyền của Tuấn Anh. Văn Toàn! Tỷ số được mở cho Anh Gia Lai. Sự trở lại đáng giá bằng vàng 10. An Bukion và Âu Tấn Tài không thể theo kèm đối với Văn Toàn. Brandao, khoảng trống dành cho Văn Toàn. Cho đội bóng phố núi. Một thắng lợi sẽ giúp cho củng cố vị trí dẫn đầu và tạo ra áp lực với những đội bóng bám đuổi. Brandao, sai lầm của Arenado. Minh Vương! Không phải, đó là Văn Toàn. Tuyệt vời, bàn thắng thứ tư của Văn Toàn ở mùa giải năm nay. Những pha xử lý rất bình tĩnh và tự tin của Brandao. Văn Toàn. Cú sút từ rất xa. Cho Anh Gia Lai rất bất ngờ. Một thoáng giật mình của thủ môn Tuấn Mạnh, anh không nghĩ rằng Văn Toàn lại có thể có được một cú sút như vậy. Có những khoảnh khắc mất tập trung. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa cú sút của Văn Toàn. Cơ hội dành cho Văn Toàn. Thì được chúc mừng sinh nhật của Văn Toàn với bàn thắng của anh từ chấm phạt 11m. Khi đội bóng của anh đã có hai bàn dẫn trước. Gustavo. Lợi thế. Anderson! Đường chọc khe rất hay của Trung Hiếu. Văn Quý đẩy bóng hơi dài, nhưng Văn Quý đã qua người. Bên trong có Anderson! Bất ngờ thực sự đã xảy ra tại sân Hà Tĩnh. Tưởng như tình huống đẩy bóng của Văn Quý là trôi qua khỏi khả năng kiểm soát của mình. Diego Pereira, Anderson Suarez. Dứt điểm 2-0 dành cho Thanh Quảng Ninh, và đó là dấu chấm hết dành cho Đông Á Thanh Hóa. Rất nhiều sự lựa chọn dành cho Mà Hồng Quân. Diego Pereira bên cánh trái cũng rất thoáng, nhưng mà Hồng Quân rất hay. Thuận Tố tạt bóng nguy hiểm, tỷ số đã được mở cho các cầu thủ Thanh Quảng Ninh. Nhiệm vụ còn lại của Edison là quá đơn giản. Rất chính xác, tỷ số là 2-0 cho Than Quảng Ninh. Bàn thắng thứ hai. Và cơ hội thứ hai là cơ hội mà Diego đã thực hiện một pha đánh đầu khó. Nguy hiểm! 1-2 cho Than Quảng Ninh. Đó là pha xử lý của Edison. Cả một hệ thống phòng ngự của Viettel đã mắc lỗi.